Hải quân Trung Quốc sẽ cùng 26 nước tham gia tập trận ngoài khơi bờ biển phía bắc nước Úc trong tháng này, nhưng Trung Quốc không được dự các cuộc diễn tập dùng đạn thật, theo Reuters, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết hôm 31 tháng 7. Các cuộc tập trận hải quân do Úc đứng ra tổ chức có sự hiện diện của đồng minh Hoa Kỳ, nước vừa rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương ngoài khơi đảo Hawaii để phản đối việc Bắc Kinh tiến hành quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Payne cho biết không có kế hoạch cho Trung Quốc tham gia các hoạt động diễn tập dùng đạn thật. Bà Payne không tiết lộ lý do, nhưng nói thêm rằng hai nước đã xây dựng mối quan hệ quốc phòng hữu hiệu, tạo điều kiện cho sự minh bạch và xây dựng lòng tin. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận. Các cuộc tập trận sẽ diễn ra tại các vùng biển chiến lược ở phía bắc Darwin từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9.